Xin chào, Quang Huy xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại cùng với chuyến xe MyBus Your Show. Và ngày hôm nay thì Quang Huy rất là vui khi tiếp tục được chào đón một vị khách mời rất là đặc biệt. Đây là một cái người bạn mà Huy cũng đã biết từ rất là lâu và cũng rất là quý người bạn này. Một diễn viên rất là tài năng, không những tài năng mà còn rất đẹp trai. Thưa tất cả quý vị, hãy cùng chào đón Thuận Nguyễn. Xin chào Huy, chào quý vị khán giả, mình là Thuận Nguyễn. Và ngày hôm nay mình rất là vui khi được có mặt ở đây để sắp tới, thời gian tới đây mình sẽ chia sẻ với nhau những câu chuyện cũng như là hành trình làm nghề của Thuận. Và chắc chắn rồi, hôm nay thì Huy sẽ cố gắng khai thác triệt để tất cả những gì mà các bạn khán giả từ bấy lâu nay quan tâm với cái tên Thuận Nguyễn. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi các bạn nha. Còn bây giờ đây thì trước khi mà chúng ta bắt đầu cái chuyến hành trình này á, thì bao giờ cũng vậy, các vị khách mời phải có một cái câu tuyên thệ. Mới bắt đầu qua những cánh cửa, hiểu không? Đó, câu tuyên thệ của mình có nội dung như sau là: tôi là Thuận Nguyễn và tôi xin thề sẽ dùng đủ mọi cách để bước xuống được chuyến xe này. Ok. Nghe căng thẳng nha ta. Đúng rồi đó. Rồi, ok, okay. Tôi là Thuận Nguyễn, tôi sẽ dùng đủ mọi cách, tôi xin tuyên thề là tôi sẽ dùng đủ mọi cách để bước xuống chuyến xe này. Wow, tuyệt vời. Nhớ là nói lời phải giữ lấy lời nha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với cánh cửa đầu tiên, cửa đỏ. Cái điều đầu tiên ở cửa đỏ thì Huy luôn luôn hỏi những vị hành khách của mình là cuộc sống hiện tại của Thuận hạnh phúc chứ hả? Hiện tại thì Thuận rất là hạnh phúc, đặc biệt là trong công việc của mình. Tại vì hơn mười mấy năm theo đuổi con đường diễn viên rồi, thì thời điểm này Thuận mới cảm thấy là nó mới bắt đầu phát triển. Đây là điều mà Huy cũng cảm nhận rất là rõ, thấy cái sự hạnh phúc và cái năng lượng rất là tốt với Thuận Nguyễn. Nhưng mà còn có một điều nữa Huy cũng đang muốn hỏi thêm á, là nếu mà nói về cái màu đỏ của cái cánh cửa này á, thì cái điều mà Thuận thấy đỏ nhất với mình đó là gì? Tự nhiên hỏi cái phải chỉnh lại để suy nghĩ luôn á. Tại vì mọi người thường thấy Thuận á, mọi người thường nghĩ là Thuận là may mắn rồi, bởi vì ông trời cho một cái vẻ ngoài rất là điển trai rồi. Nhưng mà khi đến với con đường sự nghiệp thì Thuận cảm thấy là rất là khó khăn. Bởi vì mọi người biết rồi đó, người mẫu và diễn viên khác, người mẫu bạn có thể chinh phục mọi người bằng ngoại hình, bằng những cái điều nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà diễn viên thì phải yêu cầu những cái điều khó hơn. Và đặc biệt là trong cái công việc diễn xuất nữa, bạn cần phải có khả năng, có sự trau chuốt. Đến hỏi Thuận là cái điều đó nhất là cái gì á, thì Thuận nghĩ đó là ông trời cho mình một cái ngoại hình như thế này. Nhưng mà cái điều tiếp theo đó là chính là cái sự cố gắng và tinh thần của mình. Không, cái này là Huy rất là đồng ý với Thuận. Tại vì Huy biết Thuận từ rất là lâu. Và khi mà theo dõi cái chặng hành trình, con đường tham gia nghệ thuật của Thuận, thì Huy cũng thấy rằng là Thuận là một cái bạn mà rất là chăm chỉ và luôn luôn cố gắng không ngừng cho công việc của mình. Bằng chứng là thể hiện qua rất là nhiều những cái vai diễn khác nhau của Thuận. Và phải nói luôn ngay lúc này, tại vì Huy nghĩ rằng là mọi người biết là Huy mời Thuận ngay lúc này là bởi vì là Thuận đang có một cái dự án điện ảnh bom tấn xuất hiện trên các cụm rạp trên toàn quốc, đó chính là Thanh Sói. Và đang nhận được sự yêu mến rất là lớn từ phía của tất cả quý vị khán giả. Huy còn nhớ là trong cái buổi mà showcase chia sẻ thì chị Ngô Thanh Vân có nói rằng là chị muốn xây dựng Thuận như là một nhân vật, như là một Joker Việt Nam của chúng ta, kiểu như vậy. Điều đó có nghĩa rằng là mình thấy từ trước á, thì Thuận đã là một cái nhân vật giống như trong Bảy Ngọt Ngào. Có một cái cảnh là Thuận ốm teo lòi xương, Thuận vẫn làm được. Và bây giờ tới đây thì chị Vân nói rằng là em sẽ thấy được rằng một Thuận Nguyễn hoàn toàn khác. Thì đó là một cái điều mà Huy thấy rằng là rất là hay và cũng rất là respect tinh thần của Thuận Nguyễn trong suốt hành trình vừa qua. Thì bây giờ chắc là mình nói một tí xíu về cái cơ duyên đi của Thuận khi mà Thuận đến với cái vai diễn này trong Thanh Sói. Mọi thứ đến với Thuận như thế nào? Có gặp nhiều khó khăn không? Thật sự là khó khăn nha. Thuận đọc được mấy cái câu mà trên mạng là đúng là vai diễn chọn diễn viên. Cũng có phần đúng. Tại vì Thuận nghĩ khi mà bước vào cái vai diễn này thì lúc mà đầu tiên đến cast thì Thuận nghĩ là chắc mình không được chọn đâu, thôi mình cast cho vui thôi. Tại vì Thuận nghĩ là với cái vai diễn này chắc khoảng 5-6 năm nữa thì mình mới có đủ kinh nghiệm để diễn được vai này. Nhưng mà qua từng vòng casting thì mình tìm được cái mấu chốt tâm lý, mấu chốt của nhân vật, và mình phát triển nó lên thôi. Và cái vai diễn này Thuận nghĩ là Thuận tin chắc luôn là tất cả các diễn viên nam đều ao ước có được một cái vai như thế này để thể hiện. Thì bởi vì trong kịch bản á, cái vai nó đã quá hay rồi. Có điều là bây giờ mình phải làm sao cho từ trong giấy làm cho nhân vật nó sống động hơn và nhiều màu sắc hơn. Coi phim Thanh Sói thì chắc là mọi người sẽ không có thích nhân vật của Thuận đâu. Nhưng mà đặc biệt là Thuận thì Thuận phải tìm hiểu và phải yêu mến cái nhân vật Hải Cho Điên này rất là nhiều để thể hiện được đó. Nhưng mà cho Huy hỏi là lúc mà mình casting có kỷ niệm nào đặc biệt không mà Thuận nhớ về cái việc đó là phải rất là khó khăn trong cái việc để mình được nhận vào cái vai diễn này?
Có một cái là lúc mà Thuận vừa đóng xong Bảy Ngọt Ngào á, Ừ. là nhảy qua cát Thanh Sói luôn. Ờ. Là lúc đó cơ người mình cũng rất là ốm, đang rất là ốm luôn, tự nhiên bước vô cái nó hợp vai. Mọi người chia sẻ là với Thuận như vậy, bước vô cái là hợp đúng cái kiểu mà một người giang hồ rồi xã hội đen hay dùng cho cái thích đó, thì bước vào thì đã rất hợp vai rồi. Chỉ có diễn thôi mà chị Vân phải cast Thuận tới 4 5 lần luôn. Có nghĩa là cast Thuận, xong rồi cast Thuận thêm lần nữa, xong rồi cast Thuận cùng với những người bạn diễn, xong rồi những người bạn diễn đó sẽ được chọn ra còn hai người, thì lần cuối cùng là Thuận được cast với anh Sung Luân. À. Nói chung là bên Studio 68 thì mọi người sẽ thấy được là mọi người chọn diễn viên rất là kỹ luôn, và training diễn viên cũng rất là kỹ nữa. Nhưng mà thật sự giống như Thuận nói là lúc đầu Thuận đi cast thì Thuận cũng không nghĩ là mình được chọn. Tại vì thật sự ra là cái nhân vật trong cái bộ phim đó với Thuận thì có vẻ như là nó khác nhau khá là nhiều. Nó không có giống, không có gì Đúng, là Thuận chính luôn. xác. Vậy thì cái việc mà bạn nuôi dưỡng cái cảm xúc của mình á, mọi thứ nó như thế nào? Về cả kỹ năng nữa. Thuận thấy đó là một cái khó khăn nha. Tại vì từ trước đến giờ Thuận, từ kể cả trong sân khấu cũng vậy, Thuận lúc nào cũng kiểu đóng vai đẹp trai, soái Đúng, chính xác. ca, rồi lúc nào cũng là một người tử tế, một người rất là hiền. Nhưng mà Hải thì khác, Hải hoàn toàn trái ngược lại. Cái điều khó khăn của Thuận đó chính là phải bỏ hết những cái hình ảnh mình đang có hiện tại, để bước vào vai của Hải, gạt bỏ đi những hình ảnh soái ca, gạt bỏ hết mọi thứ, để bước vào Hải. Đó là những ngày mà Thuận ngồi ở ngoài quán cà phê, ngồi một mình ở muốn kịch bản, xong rồi trong phim nhân vật phải hút thuốc, Thuận phải tập hút thuốc, Châu. xong rồi có những câu chửi thề mà thật sự luôn á, là đó giờ mình không chửi thề, mình khi mà mình chửi thề á, mình thấy rất là ngượng miệng, mà lúc đó mình diễn vai đó mà, cho nên mình phải tập chửi sao cho nó quen miệng, để bước vào cái vai thoại á, nó rất là phải, nó phải buộc diễn đạo diễn phải buộc là phải thật là tự nhiên đó. Xong rồi Lúc mà tập chửi thề thường tập với ai thay tập mình? không tập Có mình mượn có ai thôi, bạn bè nào ra tập để cho lấy cái cảm xúc không không không? không không dám tập. Ê, có tập với anh Luân nha. À, vậy Có hả? tập với anh Sâu Luân, nhưng mà khi mà cái thời gian tập nhiều nhất là vẫn là một mình. Tại vì Thuận thấy Hải Hải chối đi mọi người hay Hải CD, đúng là cái kiểu Hải cô đơn luôn, cái nhân vật nó cứ kiểu nó một mình trong cái tâm lý của nó thôi. Xong rồi thì phải tìm thêm những cái là mình phải, tại vì nhân vật đó sử dụng chất kích thích rất là nhiều mà mình cũng chưa luôn, mình cũng chưa bao giờ luôn, mình cũng hỏi những người đã xung quanh những người đã như thế đấy, xong rồi mình tìm những cái thông tin ở trên mạng nữa. Thì tại vì cũng biết là chất kích thích là có rất là nhiều loại, thì mình phải chia loại ra cảm giác lúc đó sẽ như thế nào và Hải sẽ sử dụng cái loại chất kích thích gì, rồi Hải ăn mặc như thế nào, rồi đi đứng ra sao, rồi cách nói chuyện, rồi thậm chí là Thuận coi phong thủy của cho Hải luôn mà. Thuận coi phải làm mạng gì, đó phải là mạng gì, rồi tính cách nóng Thuận chọn là mạng hỏa, rồi cho nên là tính cách lúc nào cũng nóng hết, nó đụng cái là nó nóng lên và nó giải quyết cái nóng đó bằng cái kích thích thôi. Wow. Mấy bạn cũng thấy rằng là để chuẩn bị cho cái vai diễn Hải Cho Điên này trong Thanh Sói của Thuận thì không hề đơn giản ha. Không, đặc biệt là cái chỗ mà Huy có xem thì Huy có để ý rằng là những cái cảnh mà nhân vật ví dụ như là một mình trong đó, ví dụ như là Hải Cho Điên đó, thì cái việc mà ví dụ như sử dụng chất kích thích hay này kia thấy là Thuận diễn rất là tốt. Thì đâu Huy mới nói rằng là thật sự ra là đây là một cái bạn mà bạn nghiên cứu về tính cách của nhân vật rất là kỹ thì mới có thể mà nhập vai được như vậy. Nhưng mà còn trong quá trình mà mình bắt đầu mình được nhận rồi nè, xong rồi mình tham gia mình diễn xuất cùng với những người bạn của mình, chị Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, Rima hay là Song Luân, hay là cùng với lại cái team bốn anh chàng mà đầu gấu đó, thì có điều gì đặc biệt hay không? Và bạn thấy rằng là khi mà mình làm việc chung với mấy cái bạn nữ, hôm bữa trước mình có hỏi một lần trong họp báo, có nói là có ngán bạn nào khi mà tham gia đóng chung hay không, thì Thuận nói là không có ngán gì hết, cuối cùng là mấy bạn này cũng chết trong tay của em thôi, kể kể như vậy. Nhưng mà trong lúc on set thì mọi thứ như thế nào? Trong lúc anh xét thì mọi thứ mọi người sẽ nhìn Thuận rất là sợ, Thuận nghĩ là như vậy và mọi người cũng chia sẻ lại với Thuận là vậy. Tại vì khi Thuận bước lên set là Thuận đã là vai Hải rồi. Khi mà bước vào set là Thuận chỉ ngồi một mình, không ai lại gần hết, mắt thì lúc nào cũng lờ đờ hết, và mọi người thường trong trong set thì đặc biệt là chị Tiên thường nói những câu chuyện vui cho mọi người thoải mái, nhưng mà thì Thuận thì không. Những chỗ đó thì không bao giờ có Thuận ở chỗ đó hết. Bởi vậy á, những cái ngày workshop á, thì mọi người sẽ rất là gần gũi, nhưng mà bước vào on set rồi á, thì Thuận cách xa với mọi người liền. Nên là giống như là mấy anh chị nhà sản xuất cũng chia sẻ là
khi mà thấy Thuận vào set là thấy mọi thứ bắt đầu nó căng thẳng và nó vào cái tâm lý của nhân vật rồi. Và nói chung là Thuận Thuận đã sống, mà thật sự cũng cảm ơn mọi người nữa, tại vì không gian mà mọi người dựng ra nó làm cho Thuận giống như là mình đang được ở trong đó, và cái chỗ đó là nhà của mình luôn. Và mọi người xem phim thì mọi người nên xem phim đi, đặc biệt là những người thích những cái retro, thì ekip của Studio 68 là dựng lại hết tất cả mọi thứ nó giống như cái thời đó luôn. Không, Huy nghĩ là có nhiều bạn khán giả đang theo dõi chương trình, mấy bạn đã xem phim rồi và nhiều cái bạn sẽ chọn đi xem phim lần thứ hai, lần thứ ba. Tại vì có một cái bạn khán giả có nhắn tin cho Huy, nó là hỏi anh Thuận, nó là em biết rằng anh Thuận là một người có ngoại hình sáng đẹp, body rất là mềm, thì không biết là trong quá trình mà anh Thuận tham gia những cái cảnh đánh đấm nó có bị xước mẻ miếng nào cái thân thể của anh Thuận hay không. Thì anh Thuận chia sẻ với các em, rồi các em nó cũng rất là quan tâm tới điều này ở anh Thuận. Nè, nói về cái này thì trong phim này là nói về đả nữ, cho nên là những bạn nữ sẽ đánh rất là nhiều. Hải thì không đánh cảnh nào cả, Hải nhân vật Hải thì chỉ diễn tâm lý thôi, nhưng mà mấy bạn nữ đánh rất là nhiều nhưng mà bị thì ít, nhưng mà Thuận không đánh cái gì mà bị mới ghê. Đó, thấy chưa, bởi vậy cho nên các bạn mới hỏi. Rồi trả lời với bạn đi kia. Có bị, giờ nếu mà mọi người để ý Thuận sẽ bị một cái sẹo lồi ngay chỗ này, Ai làm? chị của Thanh Vân làm, Yeah, có nghĩa là cảnh đó hai chị em diễn với nhau cũng không có trách được, tại vì lúc đó là mình rehearsal là mình diễn tới đó thôi, mình chỉ diễn tới đoạn đó thôi, xong rồi chị vô Vân xét vô sung quá. vô set chị Vân nói nhìn cái, tại vì lúc đó cũng cũng là không có lấy chị Vân, chị lấy Thuận thôi, để máy cận dưới đi chị lấy Thuận thôi, thấy diễn sung quá, xong rồi chị Vân diễn giọng bùm, 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 cầm cái kén súng á giọng vô mặt, là trước khi giọng là đã cắt rồi, nhưng mà thấy Thuận diễn sung quá chị Vân làm tới luôn, xong rồi cũng lấy được luôn, lấy được nguyên cái đoạn sau của Thuận luôn, nhưng mà cuối cùng là mọi người thấy cái máu ở trên miệng nó chảy xuống là máu thiệt luôn. Là Bởi chị vì đó Vân là chị Vân. À, là chị Vân. Không ai hết là chị ba. Tố cáo chị Vân. Nhưng mà ngoài với chị Vân ra thì còn với các đả nữ khác thì cái việc mà tập luyện hay là trên set á, thì có điều gì đặc biệt với Thuận không? Ví dụ như với chị Tiên, tại vì giống như Thuận nói thì Huy cũng muốn hiểu hỏi thêm tí xíu, tại vì thật sự là thấy chị Tiên cũng rất là hay nha, tại vì thường thường trong set thì Huy thấy là chị Tiên rất là vô vai, nhưng mà ở ngoài chị Tiên rất là hay nói vui với mọi người, cho mọi Rất người nhiều bớt năng lượng. đúng rồi. Chị Tiên là một cái người mà kiểu như là họ nghĩ là mốt chị Tiên nên đi đóng hài đi, tại vì lúc nào bà cũng tới. Vậy bây giờ mình dẫn chị Tiên đi, mình qua bên sân khấu của mình đó. Trời ơi, mình phải làm bệ phóng cho chị Tiên chứ. Không biết là chị Tiên có chịu hay không, chị đi hát rồi, đi hát nhiều tiền hơn rồi, nhiều show hơn nữa, nhưng mà chị Tiên nói thiệt với mọi người nha, chị Tiên có một cái năng khiếu rất là đặc biệt, đó chính là hài, rất là tấu hài luôn chị Tiên á. Xong rồi vô set lúc nào cũng nói chuyện vui cho mọi người, nói chung là cái phòng make up ở đằng kia đúng không, mà mình đứng bên đây là mình nghe tiếng chị Tiên cười ha hả bên đó rồi. Trời ơi chị Tiên ơi. Cho nên là những lúc mà Thuận mà căng thẳng quá mà cần mà thoát vai hay là xả vai ra xíu là cứ đến gần chị Tiên, đi lại gần chị Tiên thôi là được đó. Còn còn Quỳnh đó thì mình thấy đó, giống như là Quỳnh đã vào vai từ từ rất lâu rồi, cảm giác mình như vậy luôn, tại vì đồng minh Quỳnh đã hy sinh ra 1 năm để tập luyện võ cho cái nhân vật này, thì mình nghĩ là từ những cái lúc mà tập võ là Quỳnh đã vào vai rồi. Lên set thì lúc nào cũng thấy Quỳnh, thậm chí là kể ngoài cả ngoài đời luôn á, nếu mà không thân với Quỳnh đó thì mình thấy Quỳnh sau lúc nào nó cũng lầm lầm lì lì và ít nói, bản chất Quỳnh thì không biết là có như vậy hay không hay là Quỳnh đang vào vai nữa. Rồi còn Vi thì một cô bé rất là nhiều màu sắc, rất là dễ thương. Thật sự là khi mà đọc kịch bản thường thích vai của Vi nhất, thường thích vai của Vi hết, và cũng may mắn là Vi đã thể hiện rất là tròn trịa vai diễn này. Khi ra set thì thường thường ra set thì Thuận sẽ nói với mọi người, anh sẽ làm cái này nha, anh sẽ làm cái kia nha, chút nữa anh liếm mặt em nha, em có chịu hay không, hoặc là anh nói với Quỳnh là chút nữa anh sẽ phun nước bọt lên mặt em thấy ổn không. Rồi có những cái nhiều khi Thuận quan sát á, nếu mà mọi người chưa có vào tâm lý lắm á, thì Thuận sẽ la lên, hoặc là Thuận sẽ chửi lên như cái cách mà Hải chửi, để Hiểu. là để cho khoảng kiểu như là 1 2 phút đó trước khi bấm máy á, để cho mọi người vào cái đó. Và đặc biệt là khi mà lên set những ngày đầu á thì Thuận chửi như vậy á, mọi người tưởng là Thuận chị Vân cãi lộn với nhau, tưởng là diễn viên với đạo diễn á cãi lộn với nhau, nhưng mà không phải. Mấy lần sau mọi người mới biết đây là cách mà Thuận nó vào vai thôi. Wow.
Tại vì có nghe mọi người trong ekip nói là mấy đoạn ngày đầu tiên là nghe tiếng Thuận lớn lắm. Nghe tiếng Thuận là hai trong set là cũng la rất là nhiều, cho nên là Huy không hiểu lý do, nhưng mà hôm nay nghe Thuận nói mới biết rằng là đó là cách để mà Thuận đi vào được tâm lý và cũng giúp cho các cái nhân vật khác cũng vào tâm lý luôn trong bộ phim Thanh Sói lần này. Cái quá trình mà Thuận tập luyện cùng với mọi người á, thì Huy nghĩ rằng là tới cái ngày mà khi mà phim được ra rạp thì mọi người đã chứng nhận cho một thấy một cái điều là mình đã rất là cố gắng và Là những gì xứng mà đáng mình cố đúng gắng và đã rất là xứng đáng trong cái điều đó. Thì thông qua cả một cái hành trình như vậy thì cái điều mà lớn nhất mà Thuận nghĩ rằng là sẽ gửi trao cho tất cả quý vị khán giả khi mọi người ra rạp theo dõi vai diễn của mình đó là gì? không? À, Thuận nghĩ đó là khi mà nhìn lại Thuận thấy đây là một cái sản phẩm chất lượng khiến mọi người bỏ tiền ra không thấy uổng. Và bản thân tụi diễn viên của tụi mình nó cũng vậy á, có nghĩa là mọi người nói thường thường nói là diễn viên á thì mấy giống như là mấy lần Thuận mà kiểu như là giảm cân nè, rồi phải 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 hy sinh, người ta dùng từ hy sinh, diễn viên hy sinh cho vai diễn á, thì mọi người nói là diễn viên vậy thì cũng làm vì tiền thôi mà chứ đâu có đâu phải là gì đâu. Nhưng mà Thuận thấy không phải, đối với cá nhân Thuận á, Thuận biết là có những điều mình không thể mua được, ví dụ như là tình cảm của vị khán giả. Nhưng mà để có được tình cảm đó thì tụi mình phải làm gì? Ngoài cái chuyện tiền bạc ra thì tụi mình phải cố gắng hết mình để thể hiện, cố gắng hết mình để vào vai. Mọi người nghĩ đây là một cái sản phẩm mình tự tin, đó là một sản phẩm chất lượng để mọi người có thể bỏ tiền ra mua vé. Nhưng còn với vai diễn của Thuận, điều mà Thuận nghĩ sẽ gửi đến cho khán giả đó là gì? Thuận nghĩ là chắc là mọi người không ưa mình đâu. Nhưng mà nếu mà mọi người không ưa thì chắc cũng là mình đã là mình ra vai rồi đúng không? Với lại mình đây là một cái điểm mốc mà Thuận vượt qua vùng an toàn của chính mình. Nói về câu chuyện là vượt qua khỏi vùng an toàn của chính mình thì Huy thấy Thuận là một cái nhân vật mà ít ra ở thời điểm hiện tại thì Thuận có thể truyền được cảm hứng cho các bạn rất là nhiều. Đặc biệt là những cái bạn diễn viên trẻ hay là những cái bạn diễn viên mà có thể là các bạn cũng đã làm một khoảng thời gian, và đôi khi thì mình thấy rằng là cái sự cố gắng của mình nó ngừng nghỉ ngày qua ngày á, nó cũng sẽ được cuộc đời này pay off lại cho một cái món quà bằng những cái vai diễn nhận được cái sự yêu mến của mọi người. Thì Huy cũng mong rằng là với cái hành trình vừa qua của Thuận đó thì mọi người cũng sẽ ngày càng hiểu thêm, cũng sẽ càng chứng nhận thêm được tài năng của Thuận. Bây giờ chúng ta sẽ có một thử thách được gửi về từ một bạn khán giả. Các bạn nói rằng là hôm nay nếu mà cho anh Thuận diễn những cái điều mà ngầu trong Thanh Sói thì tụi em đã coi rồi, cho nên tụi em cũng không cần nữa. Tụi em muốn anh Thuận làm những điều dễ thương. Ví dụ là anh Thuận hãy đọc một cụm từ sau đây và diễn thành nhiều biểu cảm khác nhau. Yes. Và Rồi. cụm từ là banana, ba banana, na na na. Khoan, từ từ. Banana, Banana. ba banana, na Ba na na na. banana. Và trong khoảng thời gian là 60 giây, đọc các Na câu này với nhiều biểu cảm khác nhau. à. Nhìn thẳng vô camera của mình. Nói chung Rồi. là biểu cảm gì cũng được, mà biểu cảm vui vui nè, cười cười nè, đểu đểu nè, sexy nè. À có mấy Rồi. cái icon nó làm theo mấy cái icon đó đúng không? Không, không biết bạn muốn làm gì bạn làm. Bạn nghĩ ra đây là thử thách diễn xuất dành cho bạn đó. Ngầu căng đét cũng được, nhớ chưa? Rồi. Banana, ba banana, na na na. Banana. Ba ba na 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 na. Đúng rồi. Chưa nha, để bấm giờ. 60 giây. Thời gian bắt đầu. Banana. Ba ba na 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 na. Banana. Ba ba na 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 na. Tiếp đây còn gì không? Banana, ba ba na 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 na. Nổi da gà. Tiếp tục. Banana, ba ba na 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 na. Nhanh lên Khó. còn giờ kìa. Thật Còn sự 20 là mình giây. muốn làm mấy cái dễ thương á, nhưng Đợi, mà làm biết đi, mình làm đi, còn tôi không nhìn bạn đang là bạn làm được mà. ba Bạn đã mắc cỡ rồi, bạn làm đi. Nhanh lên. Còn ba banana ba ba nana. Ủa nó cũng nhìn cái màn hình kìa. Rồi, làm đi còn 5 giây. Ba nana nana nana. Rồi, rồi, phải rồi. Ok, hết giờ. Toát mồ hôi luôn á chị, Tát mồ hôi luôn chị kìa, không đúng có toát rồi. mồ hôi bây giờ, làm toát mồ hôi luôn. Tại bất cỡ, tại bất cỡ, tại sợ kiểu như mình quen rồi, mình ngồi cái bên mình nhìn thấy bạn mình dễ thương, kiểu mấy biểu cảm đó mình sợ, hiểu không? Không, nhưng mà mình thấy mình còn sợ mà.
không mấy cái đoạn mà diễn mà cái cảnh mà dễ thương này họ nói trời tôi nổi da gà bên đây luôn á. Ồ vậy hả? Ồ thiệt. Tại hồi đó khán giả cũng vậy. Không nhưng mà đó là yêu cầu của các bạn fan đó là dễ thương. Tính ra cũng được 7 cái biểu cảm. Ok, tuyệt vời, ta vượt qua được quá bán rồi. Cho nên là đây cũng là một cái thử thách nho nhỏ thôi của các bạn khán giả gửi đến cho Thuận Nguyễn để giải trí trước khi chúng ta bước sang cánh cửa tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cửa đen quý vị nha. Thưa quý vị, quay trở lại cùng với Ma Bới Cho Show và đây là cửa đen. Như thường lệ chúng tôi sẽ có 3 tagline liên quan tới nhân vật khách mời. 3 tagline này là những điều mà các bạn khán giả, các bạn fan, các bạn anti fan hơi có phần quan tâm đến cái tên của vị khách mời đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ lần lượt mở từng tagline. Okay. Bạn mở tagline nào trước, 1, 2, 3, cho xuống 1. Dưới hay như thế nào? Số 2 đi. Số 2, 4. Tagline thứ 2 của chúng ta, nội dung của nó liên quan tới tình yêu. Tình yêu. À, mấy bạn rất là quan tâm tới tình yêu của Thuận. Không, cái này công nhận tại vì Thuận đẹp trai, cao ráo, diễn rất là hay. Thì mấy bạn hỏi rằng thứ nhất á, mấy bạn quan tâm á là gu trong tình yêu của Thuận như thế nào? Lãng mạn, cao trào. Như cao trào cái cười. Lãng mạn, cao trào, nhẹ nhàng hay như thế nào? Và mấy bạn cũng rất là muốn biết rằng á là bây giờ Thuận có người yêu chưa? Đó. Thật sự đó. Là cái câu hỏi này nè, là cái câu hỏi mà Thuận đi chỗ phỏng vấn nào cũng gặp luôn á, là có người yêu chưa? Và Thuận luôn trả lời là chưa. Hiện tại thì chưa thiệt. Thật sự đến thời điểm hiện tại á, thì bản thân mình đã trải qua nhiều mối tình rồi chứ không phải là ít đâu. Mình cũng đã yêu nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình dành cái thời gian đó trong công việc nhiều hơn. Thật sự. Tại vì khi mà Thuận yêu á, thì Thuận còn có vẻ là tập trung vào tình yêu nhiều. Có vẻ là tập trung vào mối quan hệ đó nhiều. Và nếu mà cái người bạn của mình á, không hiểu và cũng như là không có trong nghề á, thì cũng sẽ rất là khó khăn. Cũng sẽ rất là khó khăn để mình làm tốt cái công việc của mình. Bởi vì Thuận mà làm cái gì là Thuận tập trung vào cái đó toàn phần luôn á. Có nghĩa là giống như Thuận mà on set một cái là chưa, mọi người sẽ không bao giờ thấy Thuận cầm điện thoại. Hoặc là trong nguyên cái khoảng thời gian đó Thuận rất là ít online. Online chỉ để cho công việc thôi. Nhưng mà hồi đó giờ có bao giờ có cái sự lựa chọn, ví dụ như là bởi vì là mình quá yêu người ta thành ra ảnh hưởng đến công việc của mình không? Trong quá khứ tới bây giờ. Lúc mà còn trẻ thì cũng có. Lúc còn trẻ thì cũng có. Mà chắc là mối tình thứ hai của Thuận đó. Đó nghĩa là lúc đó mình yêu theo cái kiểu là chỉ cần anh với em thôi là thế giới nó không còn quan tâm đến thế giới mình nghĩ cái gì. Đó là cái yêu theo cái kiểu đó. Nhưng mà Thuận nghĩ là cái đó cũng có một chút nên và một chút không nên. Nên là bởi vì khi mà hai người như vậy thì sẽ thăng hoa trong tình yêu. Nhưng mà nếu mình không nghĩ đến những người xung quanh, không nghĩ tới công việc đó là không tốt. Rồi gu trong tình yêu mình sao? Gu trong tình yêu của Thuận á, là một người, hiện tại thì Thuận thích một người không có làm nghề. Không làm nghề, không làm nghệ thuật. Rồi một người hiểu chuyện. Biết cái chia sẻ. Biết chia sẻ rồi hiểu cả hiểu chuyện luôn. Biết cách đối đãi với những người xung quanh. Để tìm một người mà hiểu chuyện thì cũng sẽ rất là khó. Chắc phải dài cả 3 chương á. Dạ. Thôi ế, không có lý do, không sao. Ế, là đúng, là đáng đúng không? Đúng rồi, dạ. Rồi là cái 3 chương nhưng mà mình đưa mấy cái like đầu tiên của từng cái chương, ví dụ vậy coi. Đã hiểu chuyện nè. Ngoại hình thì không có cần là phải quá đẹp. Thật sự là Thuận không cần phải quá đẹp, nhưng mà Thuận thích những bạn mà kiểu dễ thương, gọi là cute, rồi không cần phải đẹp sắc nét đâu. Thuận thích vậy. Cũng không cần cao hơn Thuận. Tại vì cao hơn Thuận nhìn rồi. Sợ lắm á. Đúng rồi. Còn quá cao là không ai thể cao được bạn nữa đâu. Nói chung là Thuận thích những người bạn thấp hơn. Nhưng mà có một tròn cái... tròn chút Thuận cũng thích nữa nha. Vậy hả? Đó là câu hỏi mà mọi người rất là quan tâm đến Thuận. Tại vì thật sự ra Huy thấy là nói giờ, hồi đó giờ khi mà nói về tình yêu mà liên quan tới Thuận thì mọi người không biết gì về cái chuyện mà yêu đương của Thuận hết. Mọi người chỉ thấy Huy hỏi thiệt là mọi người muốn biết lắm hả Huy? Muốn biết chứ. Tại vì bạn hiểu không, có nghĩa là ví dụ như khi mà bạn đẹp trai nè, bạn cao ráo nè, bạn mà giỏi nữa, thì mọi người rất là quan tâm đến chuyện là biết bạn này là một nửa còn lại của bạn đó là ai. Kiểu như vậy. Đó. Không, đúng là tại vì Thuận thì giấu. Yêu là Thuận giấu. Thuận giấu rất là nhiều nha, tại vì Thuận thấy cái chuyện tình yêu hoặc là những cái chuyện cá nhân nó không có nên chia sẻ lên mạng xã hội đối với Thuận.
đó là cách của mình thôi. Cho nên là khi mà yêu một cái là mình sẽ rất là giấu, nhưng mà cái đó cũng có thể là vì mình giấu cho nên là mọi người muốn biết. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy tiết lộ cái chuyện là gu của mình á, là cái người đó như thế nào ra làm sao? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha, tiếp tục với hai sắc lai còn lại, cái nào ta? Thôi cái này dài quá cho nó xuống đi, lên đi Rồi, ok. nè. Lên 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 xuống xuống xuống. xuống. Cái này mọi người đang nói về cái tên Thuận Nguyễn á. Hiểu. Huy nghĩ rằng là cái này nó cũng phản ánh rất là đúng một cái điều á, là mình bắt lại chút xíu về cánh cửa đỏ. Thì Thuận và Huy cũng có nói với mọi người rằng là Thuận rất là cố gắng và chăm chỉ trong công việc của mình. Huy biết rằng là chắc chắn trong suốt hành trình làm nghề vừa rồi cũng sẽ có những đoạn bạn rất là down mood. Huy biết rằng là đôi khi các bạn chỉ nhìn thấy là cái sự hào quang của họ một vài phút, vài giây thôi trên sân khấu, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái áp lực rất là lớn nếu như họ không có được những cái điều đó trong hành trình của mình. Thì Huy thấy rằng là mọi người có nói rằng là anh Thuận xuất hiện nhiều rồi, xuất hiện kịch cũng có, xuất hiện phim truyền hình, xuất hiện sitcom, xuất hiện phim điện ảnh, nhưng mà cứ thấy tên của anh Thuận nó cứ trồi sụp chứ nó không có được trở thành một cái tên hot hit. Thì anh Huy thử hỏi tới anh Thuận coi là anh Thuận thấy điều này như thế nào. Thì Huy nghĩ rằng câu này cũng rất là hay và muốn nghe Thuận chia sẻ thêm với mọi người. Có thể nói là một phần trong tính cách của Thuận là khi mà đôi khi là có một cái cơ hội gì đó thì mọi người sẽ làm nó social, nó mạnh lên. Đối với Thuận thì Thuận cũng đã suy nghĩ về cái điều này rất là nhiều. Bản thân Thuận á, thì Thuận muốn là một nghề, làm nghề một cái kiểu nó bình yên nhất có thể thôi. Cho nên là đôi khi là mình không có cố tạo drama, rồi không có cố làm mọi thứ nó quá ồn ào. Và bản thân mình luôn là mình muốn làm nghề một cách, một cái con đường dài, một cách lâu dài hơn là kiểu kiểu mà tìm tìm tới những cái drama xong rồi sau đó thì là kiểu như là vụt tắt luôn. Cho nên là công việc của mình ở hiện tại có thể có vai diễn hợp, có vai diễn không hợp. Diễn viên thì sẽ làm rất là nhiều vai diễn mà không thể nào 10 vai diễn đều tốt hết 10. Cho nên là mình cứ cố gắng hết ở thời điểm hiện tại. Mình cứ khi mà có một cái vai diễn nào đó, một cái màu sắc nào đó thì mình cứ cố gắng hết. Hy vọng là mọi người sẽ đón nhận cái sự cố gắng đó của mình. Có bao giờ trong cái hành trình mà khi mà mình lên lên xuống xuống như vậy á, có lúc nào làm cho Thuận cảm thấy là mình quá mệt với cái việc mà mình phải luôn luôn cố gắng như vậy hay không? Có. Thuận nghĩ là sẽ có rất là nhiều đàn em của mình thời gian tới, đặc biệt là những bạn diễn viên trẻ thời gian tới sẽ cũng sẽ rơi vào những cái giai đoạn giống như Thuận thôi. Có nghĩa là khi mà ra trường rồi thì không biết mình phải làm gì tiếp theo. Không biết mình sẽ tìm những cái cơ hội đó ở đâu, rồi mình sẽ làm cái gì, mình phải phải như thế nào, cũng sẽ có thời gian Thuận rất là chầy chật. Không biết là mình thậm chí là mình phải đi làm những cái công việc khác để có thêm thu nhập để ổn định trong cuộc sống. Sau đó thì mình vẫn tiếp tục đi tìm cơ hội cho bản thân mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ đó, giống như Huy nói, mình cứ cố gắng rồi một ngày nào đó ông trời sẽ trao cho mình những món quà. Thời điểm hiện tại thì Thuận cảm thấy cái sự cố gắng, cái sự hy sinh của mình là xứng đáng. Và hy vọng là cái câu chuyện mà Thuận vừa mới chia sẻ nó cũng sẽ truyền được cái cảm hứng đến với các bạn khán giả, những cái bạn trẻ mà đang theo đuổi những cái niềm đam mê của mình đó. Còn bây giờ thì mình đến với cái thác lại cuối cùng nha. Dấu ấn Dấu ấn. là dấu những dấu ấn trong cái con đường làm nghề của mình đó Đúng, hả? dấu ấn trong con đường làm nghề của mình là một. Cái thứ hai nữa là liên quan tới những vai diễn mang tính chất là dấu ấn cho Thuận. Huy cũng rất thẳng thắn về cái tagline này, thì vì có rất nhiều bạn quan tâm, Huy cũng sẽ nói ra một vài điều mà các bạn để là comment. Đầu tiên thì các bạn nói rằng là trong năm nay có vẻ như Thuận có lựa chọn một dán điện ảnh mà nó không build up tên của Thuận, phải làm ảnh hưởng rất là lớn đến tên của Thuận sau dự án Bảy Ngọt Ngào. Mình sẽ không nhắc lại tên dự án đó. Rồi mọi người cũng nói rằng là phải chăng là Thuận đang kiểu giống như là cố gắng đi tìm nhiều dạng vai diễn khác nhau để rồi cuối cùng mình là không tạo được một cái dấu ấn rõ ràng, và nó liên quan luôn cả cái cụm từ là lên lên xuống xuống như thế này. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, Huy thấy cái điều này Huy xin phép được hỏi thôi, Thuận có thể sẽ không trả lời, nhưng mà trong khoảng thời gian vừa qua nói về những câu chuyện mà dấu ấn và bị nhắc tên
thì Thuận cũng bị nhắc tên liên quan tới một người đẹp nữa, một người đẹp là nam em cũng rất là hay nhắc tên về Thuận. Không có nghĩa là mọi người không nam không nhắc, nhưng mà ý là các bạn khán giả với các bạn nhắc, có nghĩa là tại vì lúc này đây thì nam em đang có một cái vài câu chuyện liên quan với là bà Công Khanh, mọi người cũng hay gán ghép cặp đôi đó với nhau. Thì sau đó thì mọi người mới vào gọi tên đó là ồ hồi xưa có mọi người có gán ghép nam em với anh Thuận Nguyễn nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà Huy mới nói rằng là tại vì cũng có nhiều bạn khán giả nói là đôi khi có những bạn nghệ sĩ họ không muốn được kiểu như là bị lôi vào trong những cái câu chuyện kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà đôi khi họ cũng sẽ cảm thấy hơi bị phiền về cái điều đó. Cho nên là các bạn nói rằng nếu mà có gặp anh Thuận thì cũng hỏi luôn cái ý này để xem anh Thuận có cảm thấy bị phiền hay không. Bữa giờ thì nam em cũng nhận rất là nhiều những cái điều gọi là mọi người cũng không thích về cái những cái chia sẻ kiểu kiểu như vậy, nó rất là lùm xùm. Thì với Thuận là một người có thể là Thuận không liên quan quá nhiều, nhưng khi mà bị nhắc tên như vậy thì Thuận có cảm thấy thoải mái hay không, hay là mọi thứ như thế nào? Chắc Thuận sẽ trả lời câu đầu tiên trước ha. Nói một chút về cái hành trình làm nghề của mình. Thật sự là ở cái thời điểm mà Thuận nhận được vai diễn điện ảnh, gọi là điện ảnh đúng kiểu luôn á, thì không phải là Bạn Ngọt Ngào, mà là vào 4 năm trước. Đó chính là bộ phim mà Huy vừa nói, đó chính là bộ phim Qua Bển Làm Chi. Đó, và 4 năm trước thì Thuận được nhận một lời mời, mà Huy biết rồi đó, một cái người mà đang đi tìm cho mình vai diễn điện ảnh đầu tiên, hoặc là một người đang lay hoay phải tìm cho mình cơ hội, thì khi có cơ hội là mình phải nắm bắt liền. Vì đây là một dự án mà giống như là một cái dự án tốt nghiệp, giống như là một cái dự án mà mọi người đam mê điện ảnh và tự bỏ tiền ra làm, cho nên là có thể nó không đem lại chất lượng, chứ không phải là Thuận cố gắng đi tìm cho mình nhiều màu sắc khác nhau. Mà đó là khi mà nhắc đến cái dự án đó, đến bây giờ Thuận cảm thấy rất là thương. Bởi vì đó là những cái con người mà rất là mê điện ảnh, nhưng mà rất là không biết phải làm gì, không biết phải làm gì nữa, mà không có quá nhiều tiền đầu tư. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tất cả mọi người đều ở bên Mỹ, mọi người ở bên Mỹ, và những người là giống như những người kiều bào đam mê về điện ảnh mà muốn làm một bộ phim đó. Về cá nhân Thuận ở trong bộ phim đó thì Thuận thấy đúng là thời điểm mình của 4 năm trước thì mình diễn không có quá tốt đâu. Nhưng mà cái màu sắc đó thì là cái màu sắc Thuận cũng muốn sẽ thể hiện trong nhiều dự án tiếp theo nữa. Cho nên hy vọng một ngày nào đó có cái màu sắc đó trở lại với mình. Mình cắt chỗ này để mình nói với tất cả quý vị khán giả cho mọi người hiểu là đôi khi các bạn diễn viên đóng phim á, đóng xong rồi nhưng mà phim ra rạp khi nào là một câu chuyện khác các mọi người. Giống như có câu chuyện này của Thuận, có nghĩa là phim này đã là lâu rồi nhưng mà thời gian ra rạp thì nó lại trùng với cái khoảng thời gian mà mình mong muốn là nó sẽ khác, nhưng cuối cùng lại rớt trúng cái thời gian sau phải Ngọt Ngào. Đúng thì rồi. Cái này nó hơi bị một cái xui của Thuận. Rồi ok, mình tiếp tục với ý tiếp theo. Về dấu ấn tiếp theo mà liên quan tới một người đẹp á, thì mọi người cũng biết rồi, từ xưa đến giờ những cái chuyện tình cảm của Thuận á, thì Thuận không thích chia sẻ, Thuận không thích nói lên mạng, bởi vì Thuận nghĩ là cái điều đó chỉ nên giữ cho hai người thôi. Riêng về nam em và những lùm xùm vừa rồi của nam em á, thì Thuận không có theo dõi, thật sự là Thuận không có theo dõi. Nhưng mà đối với Thuận, Nam em là một người rất là dễ thương. Trong lúc mà thời gian anh em làm việc với nhau á, thì cô gái này là một cái cô gái mà rất là nhiều năng lượng. Và có những lúc mà Nam em nói ra những cái câu mà mình nghĩ trời, không thể nào. Nếu mà một người bình thường, mọi người sẽ nhìn vào người ta nói là Nam em nói thiếu suy nghĩ. Nhưng mà đối với mình á, cái điều đó là một cái điều mà đáng quý. Để mà được khán giả mà yêu thích và ghép thành một cặp đôi như vậy á, thì cũng rất là đáng quý. Rất là đáng quý cho tụi mình đó chứ. Tại vì Thuận với Nam em là một cái show, game show với nhau, cả hai mùa luôn, và đều được mọi người yêu mến và ship thành một cặp. Đó thì Thuận thấy cái điều này rất là dễ thương, mà Thuận thấy đâu có gì đâu. Chỉ quan trọng là đừng có để cho ảnh hưởng tới tình cảm của hai anh em thôi. Tại vì Thuận sợ như thế này, nam em á, thì đang bị ghép với nhiều người quá. Đó đúng rồi. Thì Thuận thấy đó, như vậy thì tội nghiệp cho con gái người ta, đúng thiệt luôn. Đúng kiểu là tội nghiệp cho con gái người ta. Nếu mà mọi người biết ship theo cái kiểu mà là dễ thương là hoạt động cùng nhau, thì nó sẽ an toàn hơn là ship mà hai người yêu nhau luôn, thì sẽ rất là tội nghiệp cho nam em. Rồi, cảm ơn Thuận rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi, với những cái thắc mắc của các bạn khán giả. Còn bây giờ thì mình sẽ khép lại cửa đen và đến với phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Okay. Quý vị thân mến, quay trở lại cùng với My Bus Your Show, và đây là phần cuối cùng. Theo như lời hứa của Thuận Nguyễn, lời tuyên thệ từ đầu chương trình sẽ dùng đủ mọi cách để bước xuống chuyến xe này, thì nhiệm vụ của bạn bây giờ sẽ phải thực hiện một thử thách.
đó chính là một cuộc gọi à. Thần thánh. Một cuộc gọi này có hai option cho bạn lựa chọn. Một là Thuận sẽ gọi để gửi một lời cảm ơn, một lời chúc mừng đến với một ai đó đã đồng hành và ủng hộ Thuận trong suốt thời gian làm nghề vừa qua. Hai là Thuận có thể gọi điện thoại để troll một người bạn của mình. Tùy. Thực hiện xong cuộc gọi này, Thuận sẽ bước xuống chuyến xe của My Bus The Show. Ok. Ok. Giờ chọn đi là troll hay là gọi cảm ơn hay là chúc mừng. Hồi nãy giờ mình cũng chia sẻ nhiều rồi. Ừ. Thì mình cũng cũng hơi lắng lắng rồi. Chuyển mood troll ha. Mình chuyển qua mood troll đi. Rồi. Nhưng mà vấn đề bây giờ là mình troll ai bây giờ ta? Thì bây giờ mình suy nghĩ coi mình troll được trai, mình gọi được trai. Bạn thân của mình á là có Diệu Nhi, Anh Tú và Hữu Thanh Tùng. Ừ. Gọi chị Diệu Nhi đi. Gọi Nhi đi ha. Ừ. Mời đám cưới đi. Gọi Nhi đi. Mời Nhi đi đám cưới. Không, Nhi không có tin đâu. Bản thân là tin Nhi không có tin đâu. Tại vì Nhi biết là Thuận đang tập trung vào công việc dữ lắm. Okay. Và trong khi đó nếu mà Thuận mà có người yêu là Thuận phải khoe với Nhi liền. Cho nên là cưới là hỏi cưới ai. Rồi. Vậy bây giờ gọi cho ai? Gọi cho Nhi đi. Rồi nhưng mà chốt xong lại là rồi, gì? Hỏi Nhi về cái vai diễn như thế nào. Ừ. Xong rồi sau đó là mình sẽ kêu Nhi. Rồi thấy xuất chiếu, mình giả bộ mình nói là xuất chiếu đang ít quá. Ừ. Mình mượn tiền, mình mua vé thêm phim. Ừ. Được không? Được, ok. Mình mua vé thêm phim để mời fan được không? Đúng rồi. Ừ. Mà phải mượn số tiền cũng nhiều nhiều lên nha. 200 triệu được không? Được. 200 thôi. Thôi, 100 đi. 100 đi. 100 thôi. Cho dễ tin. Thử dễ tin hay không. Gọi luôn ha. Ừ, gọi đi, rồi. Ủa chị đang làm gì á? Đang ngủ hả? Em hỏi xíu được không? Bữa chị thấy vai em sao? Tại vì cái vai của em nó bị một chiều á. À. Rồi sao nữa? Vai xong luôn hay hơn. Và anh Luân hay hơn hả? Thích chị thích vai anh Luân hơn hả? Tại vì em kiểu như ác từ đầu đến cuối đúng không? Nghe em nó kể kiểu người bị một màu là nó cuối á. Ví dụ như là vừa coi vô thì cái vai em sẽ là cái vai lạ so với em trước kia đúng không? Đúng rồi. Thì mấy phim đoạn đầu nó hay lại nhưng mà nó bị như vậy đến cuối phim luôn. Ở đây thì thấy bị một màu vậy đầu trước kia á. Tại có bị cắt hai đoạn của em. Nhưng mà không sao, nhưng mà nó có trọn vẹn không? Có tròn trịa không? Em chỉ sợ là cái tâm lý nhân vật nó bị gãy thôi. Có gãy chỗ nào không? Không, chưa thấy gãy gì đâu. Còn về tổng thể bộ phim thì chị thấy như thế nào? Phim thấy ok rồi. Coi cuốn nè, có cảm xúc. Nhưng mà bây giờ cái em không biết sao nữa, nhưng mà tại vì cái số lượng mà khán giả mua vé ít quá. Vậy hả? Ừ. Ít kia hả? Đúng rồi, ít quá cho nên là bây giờ em đang tính đó. Dạ đúng rồi. Em đang tính là em mua vé để em mời fan đi coi, để cho cái suất cái lượt vé mình mua nó nhiều hơn. Xong rồi rạp người ta thấy vậy á, cái người ta sẽ tăng số chiếu của mình lên. Không, chị Vân đâu có mua đâu. Bây giờ em muốn em tự mua nè. Nhưng mà giờ em đang kẹt tiền quá, cho em mượn được không? À, em đang nghe chương trình hả? Không, em muốn mua thiệt. Em đang nghe chương trình bật camera FaceTime lên. Thôi bị lỗ rồi. Thua rồi. Thôi nè. Bởi vậy á, cũng nghi lắm rồi. Chị quay quá nhiều chương trình rồi, cho nên là em biết chắc chắn là em mỗi lần em mở miệng để em mượn tiền là chị hỏi liền. Tại đó giờ em cũng đâu có mượn tiền chị đâu đúng không? Nãy giờ hèn chi lên tính rồi, mày mà không chê cái gì á. Mà có chơi cũng đâu sao đâu chị. Em cũng muốn nghe thật lòng mà. Ờ đó, đó là những điều thật lòng của chị. Có mượn tiền nên là chị phát hiện là tại vì không đâu có được thiếu tiền. Thôi được rồi, em cảm ơn Nhi nha. Ok. Ok Thuận, bye bye. Bye bye chị. Yeah. Ghê thiệt chứ.
sao nó tới mượn tôi tiền là tôi á. nghe tôi biết là bạn 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 gọi là bạn troll người ta liền á, Ừ. tại vì tới cái đoạn mà mượn tiền á bạn nói chuyện y chang là biết bạn đang troll vậy á. Ủa vậy hả? Ừ, nhưng mà nói chung là chị Nhi cũng đã quá quen rồi, nhưng mà có một điều mà Huy thấy rất là quý Nhi á là hôm nay khi mà nói chuyện đoạn đầu, khi mà trao đổi chị em với nhau thì rõ ràng là mình thấy là Nhi rất là quan tâm tới Thuận và cả hành trình của Thuận nữa, cho nên mới có những cái lời góp ý rất là chân thành như vậy. Bản thân Và Thuận cũng vậy đó nha, Thuận cũng thích được nghe những lời chân thành. Mọi người thường hay nói là không biết là khi mà đọc những cái comment như thế nào ở trên trên YouTube hoặc là những sau những lần mình ra sản phẩm á, thì Thuận có buồn hay không. Thuận thấy Thuận không buồn, Thuận thấy đó là một cái gọi là một cái góp ý, một cái điều để mình nên nhìn lại bản thân của mình để mình thay đổi nhiều hơn. Đương nhiên là sẽ có những cái lời mọi người nó sẽ nói hơi nặng, nhưng mà những cái nào mình thấy phù hợp thì mình nên nghe. Huy nghĩ là luôn luôn cầu thị và luôn luôn tiến lên, đó là cái điều mà chúng ta cần phải có được ở trong người của mình. Và khi mà mình nghe được những lời góp ý, dù là nó đắng cay hay dù là nó đang cổ vũ mình, thì cũng phải luôn luôn tỉnh táo để biết rằng là mình đang làm điều gì, Đúng rồi. như cái cách mà Thuận đang làm. Hôm nay thì với cuộc gọi thần thánh thì Thuận đã không thể hoàn thành được. Một lần nữa thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Huy rất là cảm ơn Thuận đã dành thời gian của mình đến cùng với My Best Your Show. Và cũng chúc cho Thuận là trong những năm tiếp theo sẽ có những dự án điện ảnh đúng nghĩa là sẽ có được dấu ấn của mình. Và đặc biệt là cũng sẽ mong rằng là sắp tới sẽ biết là người yêu của Thuận là ai. Kì kì, người ta đang quan tâm khán giả. Đó, nó trầm liền, mà chỉ cần nói dù người yêu là cười lên liền. Đó mọi người. Đó, thì đó là những điều mà thay cho các bạn khán giả gửi trao đến Thuận. Cảm ơn Huy cũng như là cảm ơn ekip của chương trình, cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của Thuận và hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Thuận trên con đường làm nghề của mình. Và điều quan trọng hơn hết thì lúc này là mọi người nhớ ra rạp xem phim. Nói chung là vé bán cũng đang rất là tốt, chứ không phải như gì mà Thuận nói với Diệu Nhi hồi nãy. Nãy là mình nói là trên cơ sở là mình troll bạn của mình là Diệu Nhi thôi các bạn nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Quang Huy và Thuận Nguyễn xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại. See ya.